Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda ADV 150/2009 có gì đặc biệt khiến Yamaha NVX 155 phải lo sợ? Có đâu thấy cái sự xuất hiện của chiếc Honda ADV 150/2009 đã khiến đối thủ nặng ký là Yamaha NVX lo lắng. Vậy mẫu tay ga mới này có những gì đặc biệt để cạnh tranh phân khúc xe ga 150 phân khối nói chung, gây sức ép mạnh mẽ cho phía Yamaha NVX 155 nói riêng? Giá của chiếc Honda ADV 150 và Yamaha NVX 155. Giá bán của chiếc Honda ADV 150/2009 tại thị trường Indo rơi khoảng là 33.500 AB, tương đương là 53 triệu đồng trong phiên bản thường, và 36.500 AB tương đương là 58 triệu đồng cho phiên bản cao cấp IBS Hiking. Và khi nhập Việt Nam thông qua các ngân hàng nhập khẩu tư nhân, mức giá dao động là từ 85 triệu đồng cho phiên bản là CBS và 90 triệu đồng cho phiên bản IBS Hiking. Trong khi đó, giá bán của chiếc Yamaha Eros 155 tại thị trường Indo rơi vào khoảng 24.870 AB đến 27.775 AB. Còn ở Việt Nam, Yamaha NVX 155 được bán chính hãng, mức giá dao động từ 46 đến 52 triệu đồng cho từng phiên bản. Chiếc ghế của Honda ADV 150/2009 và chiếc Yamaha NVX 155. Thiết kế của chiếc ADV 150/2009 thừa hưởng DNA từ người đàn anh lớn là XADV 750 với kiểu dáng hiện đại hàm hố, hướng đến phong cách adventure đặc trưng. Trong khi đó, phiên bản NVX 155 là cái sự thay đổi để gây lãng quên cái dòng xe Novo đã bị ngừng sản xuất. Thiết kế của NVX 155 bóc lên những nét thể thao đặc trưng khó nhầm lẫn của nhà Yamaha, với nhiều đường nét góc cạnh thổi một cái làn gió mới cho cái dòng siêu xe tay ga thể thao. Tuy nhiên, việc thừa hưởng những nét từ ngành anh XADV đã khiến cho phiên bản ADV 150 sở hữu ngoại hình hút hơn với cái chiếc Yamaha NVX 155 nói riêng và các khẩu tay ga phân khúc 150 phân khối nói chung. Kích thước của chiếc Honda ADV 150 cũng lật bời thể hơn so với cái chiếc Yamaha NVX 155. Xe có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt 1950 nhân cho 763 nhân 1153 mm. Chiều dài trục cơ sở 1324 mm. Các khoảng sánh gầm 165 mm, giúp chiếc xe dễ dàng vượt qua những địa hình gồ ghề mà không bị cạ gầm. Trong ký thủ nặng ký là NVX dừng ở mức 140mm. Chiều cao yên của chiếc Honda ADV 150 rơi vào khoảng là 795mm, tức cao hơn thủ là NVX 155. Trọng lượng khô của xe cũng dừng ở mức là từ 132 đến 133kg, tức cũng nặng hơn cái chiếc Yamaha NVX 155, có khối lượng chỉ dừng ở mức 116kg. Nhìn chung thì kích thước của chiếc Honda ADV 150 sẽ tạo ra cái sự đậm chắc hơn khi đi đường, trường hoặc là vượt qua những địa hình phức tạp. Về mặt công nghệ, tiện ích, Honda ADV 150 và Yamaha NVX 155. Cái đèn pha đôi của phiên bản ADV 150 có thiết kế dựa trên người đàn anh XADV 750, được đặt thấp, sử dụng cả ánh sáng LED. Đèn định vị thiết kế là khá chi tiết, nhanh được gắn gần với phần tay lái. Là mẫu xe đa địa hình nên cái phiên bản ADV 150 cũng có rất nhiều chi tiết đặc trưng của một cái dòng xe adventure. Cái kính chắn gió lớn ở đầu xe có thể điều chỉnh hai cấp độ mà không cần mở cái bu lông. Lớp gai tòa bản, kỳ đồng thiết kế cao. Trong khi đèn pha của chiếc NVX 155 cũng không kém phần hấp dẫn, cũng tương tự như cái chiếc ADV với cụm đèn pha đôi chạng LED lấy cảm hứng từ cái mẫu thể thao EZR3. Nếu như hệ thống cái đèn chiếu sáng trên chiếc Honda ADV 150 ứng dụng công nghệ LED, thì cái chiếc Yamaha NVX 155 vẫn ứng dụng cái bóng halogen cho cái đèn xi nhan. Và ở phía sau, đèn hậu của chiếc ADV 150 ứng dụng các công nghệ đèn LED,
với thiết kế góc cạnh hình chữ X. Đặc biệt là phiên bản ADB 110 ABS còn có thêm những cái tín hiệu dừng khẩn cấp ESC ở cái đèn hậu, tự kích hoạt trong những trường hợp phanh gấp ở tốc độ cao. Đèn hậu của NVX 125 cũng ứng dụng công nghệ dàn LED. Tuy nhiên, hệ thống cái đèn trước thì cặp xi nhan ứng dụng là bóng halogen. Cả hai mẫu xe ADB 110 và NVX 155 đều được trang bị cho mình ổ khóa thông minh Smart Key. Đích cũng đó là chức năng ngắt động cơ tạm thời ED Stop và Start Stop and System. Honda ADB 110 có thêm công tắc là đèn ưu tiên. Đồng hồ của Honda ADB 110 cũng hiện đại hơn so với cũ, dùng cho mình cái cụm đồng hồ TFT thiết kế vuông vắn trên một cái đồng. Giao diện là rất giống với những mẫu xe phổ cơ lớn, hiển thị đủ những thông tin vận hành, có cả thời gian ngày tháng. Trong khi đồng hồ của chiếc Yamaha NVX 105 chỉ ứng dụng cái mặt đồng hồ ASRI đơn sắc 5.8 inch với chỉ bố trí chữ X, hiển thị những thông tin chức năng cần thiết như tốc độ, mức tiêu hao nhiên liệu, đèn báo hệ thống VBA, tín hiệu và các thông số auto, chip v.v. Vị trí để chân của cái phiên bản ADB 110 rộng rãi, được thiết kế đặc biệt giúp người lái có thể co duỗi chân thoải mái, hạn chế được sự mệt mỏi di chuyển ở những quãng đường dài. Trong khi vị trí để chân của NVX 105 thì tương tự như cái mẫu tay ga khác, chưa đáp ứng tối ưu cái sự thoải mái cho người ngồi như là phiên bản ADB 150. Cái cốp chứa đồ của ADB 110 có một cái dung tích rộng rãi lên tới là 28 lít. Thiết kế sâu nên chứa rất nhiều vật dụng tiện ích. Chi tiết bản lề có cái chốt giữ yên cũng tương tự như dòng xe là Honda Beatrice. Trong khi cái cốp của NVX 105 chỉ có dung tích là 25 lít, có thể chứa được một cái nón bảo hiểm 3/4 đầu và nhiều vật dụng khác. Honda ADB 110 và NVX 105 có vị trí đổ xăng cũng tương tự với thao tác nhanh. Điểm vượt trội của phiên bản ADB 110 là bình xăng của mẫu xe này có dung tích lên tới là 8 lít, trong khi dung tích bình xăng của NVX 155 thì có dựng ở mức 4,6 lít. Như vậy thì bình xăng của ADB 110 sẽ đảm bảo chiếc xe có thể hoạt động trên một quãng đường rất dài so với NVX 155. Honda ADB 150 và NVX 155 đều dùng cái cục trước cái dàn cống lồng, và phía sau là lò xo đầu có bình dầu. Cái cục của chiếc ADB 150 từ hãng Showa. Mâm của cái chiếc này đa chấu đi cùng với lớp không tâm, kích thước là gai kiểu đa địa hình. Với kích thước lớp bánh trước là 14 inch đi cùng bộ lớp 110/80 ở bánh trước và 13 inch với cái lớp là 130/70 cho bánh sau. Hệ thống phanh ADB 110 được trang bị là hai đĩa, với cái bánh trước sử dụng là heo 2 bit và bánh sau là 1 bit. Phiên bản cao cấp của mẫu xe này còn được tích hợp hệ thống chống bốc cứng phanh ABS cho cả bánh trước. Cái mâm của NVX 155 đa chấu đi cùng lớp kích thước là 110/80/14 ở bánh trước và lớp sau là 110/70/14. Hệ thống phanh của cái mẫu NVX được trang bị cho bánh trước với đĩa ứng dụng heo dầu 1 bit và bánh sau là đùm. Bánh trước được tích hợp hệ thống chống bốc cứng phanh ABS giúp phát ra một cái tín hiệu tình huống phanh xấu với kích thước giúp chiếc xe duy trì cái ma sát trên mặt đường trong giới hạn cho phép, hạn chế hiện tượng vẫy đuôi cá khi phanh đột ngột và đảm bảo an toàn. Động cơ của Honda ADB 150 và Yamaha NVX. Cái động cơ của chiếc Honda ADB 110 tương tự với những người anh em như Honda B-Shift và Honda Prado, có động cơ SOC Thunder dung tích 149.73cc, sinh ra công suất là 14.5 lực, tại vòng tua máy là 8.500 phút và một cái moment sách đại 13.8 cm, tại vòng tua là 6.500 phút. Trong khi đó, động cơ của chiếc Yamaha NVX 155 là có động cơ SOC Thunder
dung tích 155cc, công suất 15 lực, tại vòng tua 8.000 vòng trên phút, moment xoắn cực đại 13.8 m, tại vòng tua 6.250 vòng trên phút. Đồng thời các chiếc Yamaha NVX 155 cũng được trang bị các công nghệ lật quang biến thiên VBA, giúp cải thiện hiệu suất vận hành của xe ở các chạy tốc độ cao hơn. Về mặt hiệu suất động cơ thì rõ ràng Yamaha NVX 155 mạnh hơn một chút so với cái chiếc Honda ADB 150. Honda ADB 150 và Yamaha NVX 155 đều hướng đến nhóm đối tượng khách hàng trẻ tuổi, năng động, thích thể thao. Cái sự xuất hiện của chiếc Honda ADB 150 tại Việt Nam sẽ bổ sung thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, đặc biệt là những bạn trẻ có nhu cầu đi xa. Tuy nhiên, đối với những chị em phụ nữ thì ADB 110 sẽ đặt cái chiếc xe khó phù hợp bởi trọng lượng quá nặng. Việc chắc xe luồn lách trên phố là hơi khó khăn chút xíu so với cái dòng NVX 155. Tóm lại, nếu bạn thích thể thao thì chọn cái chiếc NVX 155. Còn bạn là dân vượt chính hiệu thì chọn ADB 150 là một cái lựa chọn tốt ưu hơn với khả năng đi vượt dài, đa địa hình là vô cùng tốt. Cảm ơn các bạn đã dẫn nàng để trực tiếp nhớ like, share, subscribe.